mấy còn 1% tin. Ôi giời chết đi. Nhưng mà này, mà gọi điện cho bố mẹ cháu không ai nghe, gọi điện cho chị Hương không ai nghe. Hay là mẹ sang chị Hương? Không ạ, bố mẹ cháu đi ra cái góc nhà mà ở gần với nhà cô Lý. Để làm gì? Cháu không biết, cháu không gặp mẹ cháu. À, hay là đi ăn. Vâng. Đi ăn mà, hôm nay người ta mời tất niên mà. Mẹ cháu bảo bác thế hả bác? Ừ, nó mời đi ăn tất niên ở nhà ai ấy. Vâng. Ừ. Thế nên mẹ cháu bảo là mẹ gần đi ăn tất niên mà. Vâng ạ. Thế thì chắc thế rồi. Đi ăn thì gói bánh chưng thì phải nhanh nhanh mà về chứ. Bây giờ vẫn chưa về thì mấy giờ gói bánh chưng? Đây này, cái lá nó héo là bắt đầu là nó bị cụp vào trong đúng không bác? Cụp vào trong là nó khó đấy, cháu thấy. Vâng. Ừ. Lá mà nó héo là rất khó gói, nó khất bở bẻ. Không bẻ được góc. Đấy, quên đấy, nhà cô Ngà đấy đấy. Thế. Là 10 cái, ở đây có 1, 2, 3, 4, 4 cái rồi. Bác chỉ cần gói 5 cái nữa là đủ. Chỉ cần 5 cái bánh trưng vuông thôi đúng không bác? Ừ. Còn lại là sẽ là bánh trưng dạ. Bánh Tết. Ừ. Ôi, cháu tưởng là một cái quả này thì sẽ chia đôi ở nửa dưới và chia đôi nửa trên. Đúng thế, nhưng mà hôm nay kiểu bác nắm hơi nhỏ cho nên là mẹ mày làm đỗ nhiều rồi. Vâng. Ừ, nên là bác cho nó thoải mái. Như bác gói thì bác chỉ đáng nhẽ là nắm to một tí nữa thì nó sẽ... Nhưng mà cho nhiều đỗ và ăn mới ngon bác ạ. Ừ. Bác cho này nó hơi ít đỗ mà nhiều gạo. Vâng, nhiều gạo. Bác lại chả thích ăn nhiều đỗ lắm. Ừ. Nhưng mà bánh mà ít nhân thì nó cũng chán lắm. Ừ. Anh May anh ấy cho nhà cháu 2 cái. Ừ. À, cho nhà cháu 5 cái này. Ừ. Thì bánh nhiều nhân ăn ngon, ai cũng khen ngon. Ừ. Ủa, bác cho nhiều gạo thật đấy. Ừ. Nhiều gì? Nhiều nhà bây giờ người ta lại thích ăn bánh ít nhân. Để họ thích rán đúng không ạ? Ừ. Bác khéo tay thế. Đèn bác cháu tay đấy thì cháu đụng đâu là chết trâu đấy. Mày nhớ bảo là thôi không cần đụng, không cần nhờ mày đi nhà.